Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Giới giang hồ Sài Gòn thời nào cũng vậy, luôn sản sinh ra các tay đào, tay búa khét tiếng không chỉ ở xã hội mà còn trong tù. Trong video này xin mời quý vị cùng OV Đại Bàng tìm hiểu những chùm đao búa khét tiếng Sài Gòn từ trong tù đến xã hội một thời. 1. Giang Bà Bèo. Trong giới giang hồ Sài Gòn, đặc biệt là quận 10 thì không lạ gì với cái tên Giang Bà Bèo. Tên thật là Nguyễn Văn Tấn, ngụ phường 9 quận 10. Ngay cái biệt danh Bà Bèo cũng cho thấy đại ca này cực kỳ có số má trong tù. Được biết, Bà Bèo là một trại giam thuộc tỉnh Đồng Tháp. Lúc đó Giang thụ án tại đây và đương nhiên là đại bàng trong trại nên lấy luôn biệt danh này. Những năm 80-90 là tủ máu nên để có số má trong trại thì không phải là chuyện đơn giản mà phải có bản lĩnh và đồng anh em. Cho nên đại ca này gây dựng được tên tuổi ngay trong trại giam thì độ bản lĩnh không phải bàn. Những năm 2000, lúc đó những cái tên mà hiện đại đang có tiếng nói nhất ở quận 10 như Cơ hay Đằng đều chưa có quá nhiều dấu ấn thì Giang Bà Bèo đã là một thế lực mạnh nhất. Thời đó Giang được xem như người cầm trịch cả quận 10 bởi đàn em cực kỳ đông đảo và thiện chiến. Chính vì thế trong giới giang hồ Sài Gòn lúc đó không ai là không biết đến đại ca này. Trong con đường giang hồ của mình thì Giang Bà Bèo phải nhận 3 tiền án về các tội danh cố ý gây thương tích, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy. Đương nhiên, đi trại nào thì đại ca này đều ngồi mâm trên, tức là đại bảng của trại. Năm 2010, Giang Bà Bèo cũng từng gây ra một vụ giết người gây chấn động dư luận. Được biết nạn nhân cũng là một đại ca cũng có số má. Cụ thể, ngày 6 tháng 7 năm 2010, Công an quận 10 cho biết đang truy bắt nghi can gây ra vụ giết người dã man tại phường 9. Nạn nhân trước đó từng vào tù ra khám với đối tượng giết người. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng gây án là Giang Bà Bèo, đang có 3 tiền án. Khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 7, Tấn đến trước nhà số 474 trên 61 Nguyễn Trì Phương và gọi Trần Văn Hải sinh năm 1965 cùng ngụ phường 9 ra giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 10 phút sau, người dân trong khu vực thấy Hải kêu thảm thiết và nằm bất động trên vũng máu trước nhà. Qua điều tra, trinh sát xác định động cơ gây án của Tấn xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán nhà với Hải. Trước khi gây án, Tấn đứng ra đại diện bán nhà 474 trên 59 Nguyễn Trì Phương cho Hải với giá 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị gái Tấn lại thỏa thuận ngầm với Hải sẽ bán 1,7 tỷ và Hải đồng ý. Về phần Tấn, sau khi biết chuyện, cho rằng Hải là chiến hữu đã từng ngồi bóc địch chung với mình ở trại giam Bà Bèo Đồng Tháp, nhưng không trùng thực nên tìm đến nhà nói chuyện phải trái. Sau một lúc chửi bới đe dọa nhau không ngã ngũ, Tấn bất ngờ rút dao, đâm liên tiếp 12 nhát vào ngực và bụng của Hải, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Tấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau vụ này thì Giang Bà Bèo đã bị bắt, sau đó không lâu và đương nhiên phải nhận mức án khá dài. Ngày đầu hiện tại đã mất trong trại giam. 2. Tâm Cá quận 4. Quận 4 từ trước đến nay được xem như là vùng đất thánh của giới giang hồ Sài Gòn bởi sinh ra rất nhiều những cái tên cộng cán. Nhưng năm 90, một trong những cái tên đó chính là Tâm Cá. Được biết, Tâm Cá nổi tiếng trong giới đao búa khá sớm. Đương nhiên với bản lĩnh của mình thì nhanh chóng vươn mình trở thành một đại ca khét tiếng với những bản thành tích bất hảo. Những năm 90 thì Tâm Cá dưới trướng có rất nhiều đàn em máu lạnh, sẵn sàng xuống tay khi đại ca yêu cầu. Chính vì thế trong những cuộc thanh toán thì đại ca gốc quận 4 này luôn chiếm ưu thế. Và trong một lần như vậy thì Tâm Cá đã lấy số của Sáng Đen, cũng là đại ca khác tại quận 4 và là em ruột của Cu Nhất, sát thủ của ông trùm Nam Cam. Chính vì điều này mà Tâm Cá đã bị trả thù một cách tàn nhẫn bởi Sáng Đen và đàn anh là Sơn Hai Ẩn. Sơn Hai Ẩn có một đàn em là Nguyễn Hữu Sang, hắn rất cưng tay đàn em này. Vì Sang không chỉ là đàn em theo nghĩa giang hồ mà còn là anh em cặp trèo với Sơn Hai Ẩn. Vợ Sơn Hai Ẩn là Khiếu Thị Lệ và vợ Sang Khiếu Thị Cầm vốn là hai chị em và đều thuộc thành phần có máu mặt trong giới giang hồ. Năm 1994, Nguyễn Hữu Sang và một tay giang hồ có số má khác là Tâm Cá tranh giành lãnh địa làm ăn. Trong một lần tranh chấp, Nguyễn Hữu Sang bị thất thế và bị Tâm Cá chém bị thương ở tay. Việc này khiến Sang vô cùng ấm ức. Sau khi băng bó vết thương, hắn lập tức nghĩ đến việc tìm đại ca Sơn Hai Ẩn để nhờ trả thù. Tối ngày 3 tháng 5 năm 1994, Sơn Hai Ẩn cùng vợ là Khiếu Thị Lệ ngồi nhậu với đám đàn em gồm Hoàng Khùng, La Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Chót, La Kế Toàn và bạn gái hắn. Vừa bắt đầu cuộc nhậu cũng là lúc vợ chồng Nguyễn Hữu Sang tới. Trong lúc nhậu, Nguyễn Hữu Sang đã kể cho Sơn Hai Ẩn nghe về nỗi nhục của mình. Ngày đó Sơn Hai Ẩn nổi tiếng khắp giới giang hồ bởi đi đâu hắn cũng có hàng nóng trong người, sẵn sàng gây thương tích cho người khác. Khi nghe đàn em của mình mách bị một tên giang hồ chơi đẹp thì sĩ diện trong người Sơn Hai Ẩn lập tức nổi lên. Được đàn em nhờ vả, lại được vợ khích lệ, trong người lại có sẵn men say, nên Sơn Hai Ẩn đã hô hào tất cả nhóm kéo đến nhà Tâm Cá xử tội. Cả đám đàn ông và đàn bà giang hồ cùng hò nhau kéo tới nhà Tâm Cá ở đường Lê Thần Hiến, phường 18, quận 4 để trả thù cho đàn em của mình. Hắn mang theo một bao mã tấu, còn riêng trong người hắn đã có sẵn một khẩu K54. Đương nhiên, Sơn Hai Ẩn và đàn em đã chơi chiến thuật úp lén thay vì huyết chiến như lược sơn bạc. Đến nhà Tâm Cá, Sơn Hai Ẩn đã lệnh cho đàn em chém chết không tha. Chúng đã lao vào tấn công vợ chồng giang hồ Tâm Cá. Quá bất ngờ nên chẳng kịp trở tay, Tâm Cá bị một nhát dao làm đứt lìa bàn tay, vợ Tâm Cá cũng bị đánh đến bất tỉnh. Quá sợ hãi trước bọn giang hồ hung ác, những người dân ở khu vực đó sợ bị vạ lây nên đành đứng nhìn mà không ai dám cản ngăn. Sau khi gây án xong, Sơn Hai Ẩn còn đưa đàn em đi ăn mừng chiến thắng ở một nhà hàng của tên Hoàng Khùng, đàn em trong nhóm ở gần đó, rồi mới ai về nhà nấy. Vì cậy thế đàn em của ông trùm Nam Cam nên hắn thậm chí không sợ bị trả thù, ung dung ngủ một giấc ngon lành. Tâm Cá sau vụ chém này bị thương tích khá nặng, đương nhiên giang hồ việc này không thể tránh khỏi. Tuy nhiên số má của Tâm Cá trong giới giang hồ cũng không vì thế mà giảm đi, mà sau này còn cao hơn. Sau này sau khi lấy lại vị thế thì Tâm Cá đã gây dựng lại toàn bộ thế giới, dưới trướng còn là Hữu Anh, Hữu Em cũng rất có số tại quận 4. Sau nhiều năm thì tung tích hiện tại của Tâm Cá cũng gần như biến mất. 3. Tô Hoàng Chi cũng là một cái tên cực kỳ khét tiếng không chỉ ở ngoài xã hội mà còn cả trong tù. Được biết Tô Hoàng Chi xuất thân từ quận 6 và gây dựng được số má của mình tại đây. Lao vào những vụ đâm chém từ khá sớm nên Tô Hoàng Chi nhanh chóng vươn mình trở thành một đại ca. Tuy nhiên kèm theo đó thì đại ca này cũng phải nhận những án tù. Ngoài xã hội đã có số má nhưng vào trong tù thì Tô Hoàng Chi còn khét hơn nữa. Những năm 80-90 tại trại giam Bà Lái quận 6 thì Tô Hoàng Chi là một đại bàng thực sự, mà những ai bị giam giữ ở đây vào khoảng thời gian đó đều biết đến đại ca này. Trước năm 2002, khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lợi dụng tình hình đó một thời gian ngắn đã xuất hiện nạn đầu gấu đại bàng. Những con ma cũ như Tô Hoàng Chi, kẻ từng vào tù ra khám vì các hành vi gây rối trật tự công cộng, dù cho có bị chuyển sang bất kỳ buồng giam nào, Chi vẫn là sư phụ. Buổi trưa, buổi tối gã ngủ có người quạt, có người đấm bóp. Đồ ăn, thức uống của can phạm khác khi đến thăm nuôi, Tô Hoàng Chi là người hưởng đầu tiên. Mỗi lần có ma mới nhập buồng, nhẹ nhất cũng bị ăn vài cái tát của đại ca Chi, gọi là chảo sân. Một đại bàng khác, Thọ, biệt danh là Thọ Công Tử, bị bắt vì tội cướp giật. Cũng hung hãn như Tô Hoàng Chi, nhưng Thọ Công Tử còn ác hơn. Sau khi lấy đồ thăm nuôi của người khác để ăn, còn thừa thay vì trả lại, Thọ Công Tử đổ hết xuống cầu tiêu, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Chỉ đến khi không còn chịu nổi, nhiều can phạm đồng loạt tố cáo, cả Tô Hoàng Chi lẫn Thọ Công Tử đều bị kỷ luật biệt giam, rồi sau đó được chuyển đi thì tình hình mới dịu bớt. Đó là chưa kể đến vụ 12 can phạm đồng loạt đục tường trốn trại giam xảy ra năm 1988 và vụ can phạm đánh nhau năm 1989. Không chỉ ở trại giam Bà Lài mà khi đi các trại lớn thì Tô Hoàng Chi cũng luôn luôn là một trong những người có số má nhất trại, cho thấy được độ máu cũng như bản lĩnh của đại ca quận 6 này như thế nào. Sau này khi về với xã hội, sau những năm tháng ở tù thì Tô Hoàng Chi cũng rất có tiếng nói tại khu vực quận 6. Ngay đầu hiện tại thì đại bàng trại Trà Lái một thời này vẫn đang sống tại Sài Gòn. 4. Vinh Hai Càng là một cái tên quá nổi trong giới đào búa Sài Gòn từ những năm 80. Được biết đại ca này xuất thân từ quận 8 và khẳng định được số má của mình tại khu vực này. Đương nhiên, để làm được điều này thì Vinh Hai Càng đã phải tham gia vào rất nhiều phi vụ đầm chém, lấy số mới vươn mình trở thành đại ca. Về mặt xã hội thì tên tuổi của Vinh Hai Càng trong giới giang hồ Sài Gòn cực kỳ lớn. Lúc đó dưới trướng của Vinh có rất nhiều đàn em máu mặt. Mà ở thời điểm hiện tại thì các đàn em của Vinh Hai Càng cũng đến có số má tạo được chỗ đứng riêng của mình. Vinh Hai Càng còn có một người anh trai tên Lộc Mổ cũng khét tiếng không kém, ngay đầu là dính án sồi thịt và mất được vài năm. Không chỉ có tên tuổi ngoài xã hội mà trong tù thì Vinh Hai Càng cũng số má không kém. Lúc đó Chí Hòa được xem như là giam giữ nhiều đầu gấu đầu mèo không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định v.v. nam tiến để lập nghiệp. Nhưng mỗi lần vào hỏa lò thì Vinh Hai Càng luôn được xếp ngồi mâm trên, đại bàng của các đại bàng trong nhà tù này. Khi đi các mặt trại lớn thì Vinh Hai Càng cũng cực kỳ nổi. Giang hồ còn kể lại câu chuyện rằng lúc thụ án tại trại Xuân Phước, Vinh Hai Càng cùng với Minh Đại Bàng quận 5 từng thịt cả tin Ballet, một đại ca đất Nha Trang trong thời gian thụ án tại đây. Câu chuyện này chưa được kiểm chứng nhưng được rất nhiều giang hồ cộm cán xác nhận là có. Hiện tại thì Vinh Hai Càng vẫn tồn tại ngoài xã hội, ngày đầu đã chuyển xuống sống ở Bến Lức. Đương nhiên tiếng nói trong giới giang hồ vẫn còn rất mạnh bởi các đàn em của Vinh vẫn số má tại Sài Gòn. Trên đây là những chùm đao búa khét tiếng Sài Gòn từ trong tù đến xã hội một thời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.